muốn phim chuyển thể Hoa ngữ mãi vẫn chưa được công chiếu khiến fan hóng mãi. Thứ nhất, Hải Thượng Phồn Hoa. Hải Thượng Phồn Hoa được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của Bi Tình Thiên Hậu Phỉ Ngã Tư Tôn. Nội dung nói về chuyện tình tay ba đầy ngang trái giữa hai anh em Lôi Vũ Tranh và Thiệu Trấn Vinh, một người mang họ cha, người kia mang họ mẹ, và cô gái tên Đỗ Hiểu Tô. Nữ chính là một phóng viên nhiệt huyết sẵn sàng tìm mọi cách để thâm nhập hiện trường lấy tư liệu. Trong một lần đóng giả làm y tá trà trộn vào bệnh viện, Đỗ Hiểu Tô gặp gỡ rồi yêu bác sĩ đẹp trai Thiệu Trấn Vinh. Tình chị đẹp khi còn dang dở, tình yêu giống như pháo hoa, dù đẹp nhưng rất chóng tàn. Anh bác sĩ gặp tai nạn qua đời, hai người âm dương ly biệt. Mẹ đẻ Phỉ Ngã Tư Tôn dựng lên chuỗi bi kịch cho các nhân vật, làm cho độc giả phải ôm tim xót thương. Chuyện là trong một đêm thất tình trước đây, nữ chính bị cơn say rượu dẫn lối, chót có tình một đêm với Lôi Vũ Tranh. Lúc này cô vẫn chưa quen Trấn Vinh. Sau khi người yêu mất, Hiểu Tô sống đau khổ, còn Lôi Vũ Tranh yêu cô tha thiết mà không biết phải làm sao. Thật là éo le khi nam chính lại si tình người suýt nữa trở thành em dâu mình. Đây là một trong số những bộ phim mà khán giả dành cả thanh xuân để chờ đợi. Phim đóng máy vào năm 2017 nhưng lịch phát sóng vẫn chưa có. Hải Thượng Phồn Hoa có nguyên tắc hấp dẫn cùng dàn diễn viên tài sắc vẹn toàn nên khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào bộ phim này. Thứ hai, Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi. Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi được chuyển thể từ tác phẩm ngôn tình cùng tên của Tân Si Ổ. Nội dung xoay quanh cô gái mồ côi Hướng Viễn do Tống Thiên đóng, mạnh mẽ tự lập. Dưới ánh trăng thời niên thiếu, Diệp Thiên Trạch từng hẹn ước mãi bên nhau với Hướng Viễn. Về sau, vì lòng tự tôn mà Hướng Viễn không nhận tiền tài trợ của cha Diệp Thiên Trạch để sang Anh du học cùng bạn trai. Từ đó cả hai cách biệt, đi trên hai lối đi riêng. Nữ chính nỗ lực phấn đấu rồi cũng có được tiền tài, sự nghiệp nhưng trong lòng vẫn còn một khoảng lặng về mối tình năm xưa. Cô xem anh là ánh trăng đẹp nhất trong cuộc đời mình, nhưng cái tên của tiểu thuyết đã nói lên một sự thật tàn nhẫn. Diệp Khiên Trạch mãi vẫn không hiểu được người con gái đó, liệu cuộc tình này sẽ đi về đâu. Tống Thiến và Âu Hào được chọn mặt gửi vàng đóng chính trong Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi. Dù chênh lệch 5 tuổi nhưng qua những hình ảnh nhà sản xuất tung ra, có thể thấy thành viên sinh năm 1987 của FX và bạn diễn nam sinh năm 1992 rất đẹp đôi. Thứ ba, Cá Mực Hầm Mật. Drama Cá Mực Hầm Mật chuyển thể từ tác phẩm ngôn tình dễ thương cùng tên của Mạc Bảo Phi Bảo. Nguyên tác là chuyện tình vừa ngọt ngào vừa hài hước giữa Đồng Liên và cao thủ Hàn Thư Ngôn, biệt danh là Thần Bun. Nữ chính là một người mà có IQ cao nhưng EQ hơi thấp. Nam chính cao phú soái, thông minh nhưng cực kỳ lạnh lùng, đặc biệt là không thích gần phái nữ. Cô gái nhỏ Đồng Liên yêu soái ca kia ngay từ cái nhìn đầu tiên và tìm cách theo đuổi nam thần. Cá Mực Hầm Mật là phim ngọt sủng đáng để lót dép hóng. Một người trước giờ không gần nữ sắc như Bun lại hết mực yêu chiều người yêu bé nhỏ. Bên cạnh đó, phim còn có sự góp mặt của dàn trai xinh gái đẹp, nổi bật là Giang Thần Hồ Nhất Thiên đóng vai em trai của Hàn Thư Ngôn, anh cũng là một game thủ lừng danh. Mới đây vừa có tin Cá Mực Hầm Mật được đổi thành Thân Yêu Nhiệt Tình Yêu Thương và sẽ lên sóng vào ngày 13 tháng 6 trên Đài Đông Phương và chiếu online trên IQE. Thứ tư, Mộng Hồi Đại Thanh. Bộ phim được cải biên từ tác phẩm cùng tên của tác giả Kim Tử, kể về cô gái bình thường thời hiện đại đột nhiên xuyên không về Thanh Triều. Tại đây cô gặp gỡ với các vị A-ca rồi nên duyên với Thập Tam A-ca. Cuối cùng vì uống rượu độc của Đức Phi nên chết đi, quay về thế giới hiện đại. Mộng Hồi Đại Thanh được xem là tác phẩm mở đường cho trào lưu viết tiểu thuyết đề tài xuyên không về thời nhà Thanh. Nàng Tiểu Vận Cẩm trong Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây được đánh giá cao về nhan sắc lẫn diễn xuất, còn nam chính Vương An Vũ sinh năm 1998 là cái tên chưa nổi bật trong giới phim ảnh nhưng gây ấn tượng với vẻ ngoài đẹp trai cao giáo. Được biết được nhân chính là nhà sản xuất phim truyền hình Mộng Hồi Đại Nhân. Đây là đơn vị đứng sau thành công của siêu phẩm xuyên không Một Bộ Kinh Tâm từng gây sốt một thời. Qua poster được tung ra, khán giả đánh giá cao nhan sắc trẻ trung của dàn diễn viên cùng tạo hình cổ trang của họ.